cái sản phẩm phun tưới đa năng của nhà em nhé. Hiện tại thì nhà em cung cấp ra ngoài thị trường với một cái bộ sản phẩm nguyên phụ kiện đầy đủ tất cả các chức năng phục vụ cho bác trong công cuộc tưới lan, đó chính là bộ sản phẩm tưới lan thế hệ mới ạ. Như mọi người đã biết này, cái bộ sản phẩm này thì nhà em đã lắp ráp cho mọi người đầy đủ tất cả các linh kiện rồi. Và về thì các bác chỉ việc là cắm cái nguồn điện của mình này, cắm cái nguồn điện này vào cái nguồn điện 220V của mình và sử dụng bằng các cái công tắc bật, nó rất là dễ dàng và tiện lợi. Bộ sản phẩm này em sẽ giới thiệu qua thôi nhé. Đấy, nó bao gồm một cái cần inox dài 50cm. Cần này thì nó có thể thay đổi chế độ nước xa gần, chính là thông qua cái đầu vòi nhé. Đây là cần inox này. Đấy, và sử dụng cái dây với độ bền cao dài 10m nhé. 10m đủ tiêu chuẩn cho mọi người rồi. Tiếp theo đó chính sử dụng một cục nguồn để thay đổi nguồn điện của mình, để sử dụng một cái máy bơm để nó an toàn hơn. Và sử dụng một cái cục bơm này thì nhà em có chương trình là bảo hành cho các bác trong vòng 3 tháng nhé. Chính là cái cục bơm này này đó. Và có một cái, đây là nguồn dây dẫn nước, nghĩa là dây hút nước ạ. Còn đây là dây đẩy nước. Dây hút nước này dài gần 1,5m. Đấy, có đầu chõ lọc rác để lọc cho các mọi người những cái vật cản để cho nó không bị tắc vòi bơm. Đấy, chọn bộ sản phẩm này với giá là 460.000 nhá, 460.000. Và nhà em đang có chương trình miễn phí vận chuyển toàn quốc từ ngày mùng 5 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 ạ, một tuần lễ vàng, và nhà em đang chạy chương trình nha các bác nhé. Tiếp theo đây là những cái linh phụ kiện nhá. Linh phụ kiện thì có thể là các bác có thể đổi sang cái cần này là cái cần 3m này. Cần 3m thì mọi người chỉ cần là thay bằng cái ấn này thôi. Đấy, mọi người có thể tháo ra và ấn cái chỗ đầu này vào. Và tất cả những cái súng mà em phụ kiện em bắn kèm theo là mọi người chỉ ấn vào cái khớp nối là ok nhá các bác nhá. Cái cần này thì các bác có thể mua cái bộ sản phẩm 460 này, không lấy cần 50cm mà đổi sang cần 3m này cũng ok. Cần này thì nó có một cái chức năng, nó chính là có thể kéo dài đến 3m, còn thu gọn đến tầm 70cm. Nhưng mà cái đầu vòi của nó chỉ sử dụng thông qua cái bát phun 8 lỗ này thôi. Nên là đôi khi là nó chỉ có một cái chế độ phun và kéo ra kéo vào là nhờ cái cần thu gọn này nhá mọi người nhá. Nên mỗi cái nó có một cái công dụng riêng, hoặc các bác có thể mua kèm theo. Và cần này thì em vẫn bán là 100.000, 100.000 một cái bộ cần inox dài 3m này. Có thể sử dụng cái bộ sản phẩm 460 và đổi cái cần này sang đây cũng ok nhé. Có hai cái cần này có thể linh động cho mọi người. Còn đây là cái súng ạ. Súng này thì là súng để rửa xe hoặc tưới cây cũng ok, nhưng mà thường người ta sẽ chuyên về rửa xe hơn. Súng này là cái súng đồng. Đấy, súng đồng nó chắc chắn chỉ thông qua cái khớp nối nhá mọi người nhá, 90.000. Còn đây là cái súng nhựa. Súng nhựa thì cầm nó nhẹ nhàng hơn, nó mềm mại hơn. Cái này cũng có thể là thay đổi bằng cái xoay cái đầu cần này này. Đó. Và cái súng này là 80.000 nhá. Tất cả sử dụng thông qua khớp nối. Nếu mà nhà các bác không có khớp nối thì nhà em có bán cái khớp nối riêng này. Và khớp nối riêng này em bán lẻ là 15.000 một cái khớp nối nhá. Đấy. Khớp nối là nối từ dây lẫn nước này, và cái gọi là đây là cái khớp nối. Đây, đó. Và bên đây đó chính là cái sản phẩm mà các bác lắp dàn phun xương tự động. Dàn phun xương tự động thì em chạy bằng một cái máy kép. Máy kép thì các bác chạy thì có thể nối sang là cái dây đen này, là dây đen dùng để dẫn nước nhá. Dây đen này là em bán là 8.000 đồng một mét. 8.000 đồng một mét dây đen. Và sử dụng cái phun, bếp phun 4 hướng. Đó, bếp phun 4 hướng này. Cái này là các bác sẽ thường là sẽ đút vào những cái T3 này. Đấy, cái chữ T này này. Đấy, là mọi người đút những cái dây đen này vào đây. 8.000 một mét dây. Và đây là một cái bếp 4 hướng. Thì sử dụng thứ nhất là cái T này, có một cái đầu nối này. Đấy, và một cái 4 hướng, nối ra 4 hướng. Và sử dụng thông qua cái dây này. Cả một cái bộ này nguyên vẹn là 17.000. Là em lắp cho mọi người là một cái bếp 4 hướng là 17.000. Đấy, mọi người có thể đút ra thế này và nó sẽ ra 4 hướng như này nhá mọi người nhá. Cái bếp này là 17.000. Hoặc có thể mua linh kiện rời, mua cái này này hoặc cái này rời, nhưng thường người ta sẽ mua nguyên một cái gọi là cái bếp 4 hướng đầy đủ các chức năng này là 17.000 nhá các bác nhá. Đó, đầy đủ các linh kiện mà em vừa giới thiệu. Và sau đây thì em sẽ test thử cái độ phun tơi của máy nhé, để mọi người cùng kiểm chứng xem cái bộ sản phẩm này nó là thuộc thế hệ mới và nó có những công dụng như thế nào hơn bộ sản phẩm cũ ở những cái chế độ như thế nào. Đầu tiên thì đây chính là dây dẫn ạ. Dây dẫn nước thì em chỉ cần cho bằng cái xô thôi, cái xô hoặc cái thùng to hoặc cái bể nước cũng được, nhà bác cho cái bể nước cũng ok. Đấy, dây dẫn này nó dài tầm khoảng 1,5m nhá. Đấy, 1,5m. Đấy, dây có lọc rác, đầu lọc rác để lọc cho các bác là những cái cặn bẩn của nó không bị vào, để nó đỡ ảnh hưởng đến cái máy bơm. Tiếp theo đó chính là cục bơm.
cột bơm này đây ạ, nó dẫn ra một cái dây nối, đó chính là cái dây đỏ ạ. Dây đỏ này kéo dài 10 mét nhá, 10 mét để các bác thuận tiện này dưới những cái cây ở xa. Và đợt này thì nó có một cái dây, đó chính là dây dẫn điện này. Dây dẫn điện này dài 4 mét cơ, có thể kéo dài đến 4 mét để các bác thuận tiện, đó chính là sao ạ? Cái ổ cắm của các bác, nếu mà các bác không có cái dây nối ổ cắm kéo dài ra thì các bác cắm vào ổ. Và cái này các bác vẫn có thể là dùng để kéo dài đến chỗ các bác tưới nó tiện lợi hơn. Đây cái dây dẫn này, đây gọi là dây dẫn điện dài 4 mét, gần 4 mét. Và đây là cái công tắc để các bác là khi các bác sử dụng hoặc hay không sử dụng, các bác chỉ cần ngắt bằng cái công tắc này thôi là tự động cái máy của nó cũng sẽ tự ngắt cho mọi người này. Đấy, em sẽ test thử cho mọi người cái cần phun nhé, cái cần phun. Đây chính là cái cần phun mà có bằng cần bóp nhé. Cần bóp này nó tiện lợi hơn vào cái việc mà các bác gạt sang trái và gạt sang phải. Đấy, em sẽ test thử này. Đó, các bác nhìn chưa? Đó, phun rất là tơi. Cần này là cần bằng inox nhá. Đó, cần inox này. Các bác bật này thì cụ bơm tự khắc sẽ chạy. Khi các bác ngắt này, đấy, bơm tự động sẽ ngắt nhá. Tự động ngắt, hoặc khi không sử dụng các bác tắt cho em này. Tắt cho em, ok. Đấy. Và đây, sau đây thì em sẽ test cho các bác cái bộ cần này nhá. Bóp cái cần này. Đó. Cần này các bác vẫn có thể là sử dụng để rửa xe, vẫn rất là an toàn và rất là tiện lợi. Đó, các bác nhìn phun những cây ở xa này. Mọi người chỉ đứng đây cách kia tầm khoảng 3m, 4m vẫn tưới ok nhá. Vẫn tưới ok, đấy. Tưới lên trên và tốc độ phun rất là mạnh và rất là tơi, nó không bị tát cây. Và có thể điều chỉnh rất là tiện lợi này. Khi tắt máy là máy tự động ngắt nhá. Đấy, cái cần này cần inox và cái đầu cần này chính là cái mà nó cực kỳ là hữu hiệu. Đấy ạ, các bác nhìn này. Các bác xoay hộ em một vòng sang bên trái. Đấy, nó sẽ chuyển cho các bác là từ chế độ từ thẳng, từ đường dài và chuyển sang chế độ là phun ở gần. Đấy, những cây ở gần nó rất là tơi như thế này. Đây là phun ở gần. Đấy, và các bác không muốn thì các bác lại vặn ra thì nó sẽ phun xa hơn. Và càng vặn thì cái mức độ nó càng kéo dài hơn. Đấy, các bác nhìn này, đấy, cái cần phun chỉ bằng một cái đầu này thôi, các bác có thể điều chỉnh được rất là nhiều cái chế độ phun gần, phun xa tùy thích. Phun xe các bác phun xa này, phun gần này, những đối với những cây ở gần các bác xoay sang bên trái một tí. Đấy, phun rất là tơi và mạnh nhau nhá. Cái bộ sản phẩm này đợt này là được thiết kế cực kỳ là hữu ích. Em sẽ cho mọi người xem này, cái độ phun tơi cây này. Đấy, chỉ cần một chút thôi nó đã đẫm hết cả cây luôn. Rất là tiện ích luôn. Và em sẽ quay cho mọi người. Em sẽ quay cho mọi người cái phun ở cây cao ở trên cao nhá. Đó. Đó, đây, phun ở trên cao này. Đấy. Phun những cây ở trên cao. Ok nhá. Đấy, ok chưa? Rất là dễ dàng và dễ sử dụng.